Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 nữ mạng. Tiền vận, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở mới có được hạnh phúc. Cuộc sống gia đình đôi khi gặp trục trặc khiến cho tinh thần của bản mệnh sa sút, sự nghiệp cũng cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được thành tựu. Và ngay sau đây, để cho quý mệnh chủ chúng ta có thể biết thêm được vận thế của tuổi này vào trung vận và hậu vận cũng như là các khía cạnh gia đình, công danh, sức khỏe, tình duyên. Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích tử vi chuyên sâu sau đây. Gia chủ Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung khảm mạng lưu trung hỏa, lửa trong lưu, xưng con cọp, tướng tinh con chim chỉ, bà chúa ngọc độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Bính Dần thông qua bài thơ sau. Bính Dần cung khảm lửa lư, tuổi sinh xuân hạ ấm no thanh nhàn, thu đông sinh gái là nàng, lỗi sinh cực nhọc sinh nàng âu lo. Lỗi sinh mang giỏ hái dâu, cực giác mệt trí điên đầu vì đâu. Đặng sinh an ngủ có giờ, kẻ hầu người hạ, đợi chờ khiến sai. Tuổi Dần bất luận là ai, khôn ngoan mưu trí ít ai sánh bằng. Giận ai muốn tới ăn gan, ai quấy biết lỗi than van chịu liền. Tiền vận chẳng được an thân, hậu vận sung sướng tròn vành mấy thân. Tổng quan, nữ tuổi Bính Dần cuộc sống phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở mới có được hạnh phúc. Trong cuộc sống gia đình có năm họ, phải lo lắng nhiều, khiến tinh thần mệt mỏi. Lúc trẻ thì nữ Bính Dần không có nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp, phải nỗ lực rất nhiều mới có được thành tựu. Bước vào trung niên mới bắt đầu có số tiền, cuộc sống dần được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Về già Bính Dần có nhiều niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh tiếng tăng cao, cuộc sống gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Tổng kết, nữ Bính Dần cuộc đời khá nhiều sóng gió, nhưng bằng nỗ lực của bản thân thì chắc chắn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, về già sống an nhàn, thoải mái. Nữ tuổi Dần hưởng thọ từ 71 tới 85 tuổi, nếu sống phúc đức, hiền lành, làm nhiều việc thiện thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được bình an, vạn sự như ý, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Bính Dần sinh năm 1986 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, giúp cho mọi việc được hanh thông, khiến cho Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên sinh vào các tháng 3, 6, 8 và 10 âm lịch, nữ Bính Dần trong tình duyên gặp phải nhiều khó khăn thử thách mới có được hạnh phúc. Sau kết hôn, những khó khăn từ vấn đề tài chính khiến họ phải vất vả và buồn phiền. Tuy nhiên đây chỉ là lúc ban đầu mà thôi, nếu cố gắng cuộc sống sẽ được cải thiện. Sinh vào một trong các tháng 2, 4, 7, 9 và 11 âm lịch, nữ tuổi Bính Dần có cuộc sống sau kết hôn xen lẫn giữa hạnh phúc nhưng cũng có rất nhiều những khó khăn. Trong cuộc sống gia đình đôi khi có những lúc xảy ra những chuyện khiến họ lo lắng mệt mỏi. Nếu muốn có một cuộc sống vui vẻ thì Bính Dần nên học cách nhường nhịn, biết cảm thông và tha thứ. Sinh vào một trong các tháng sau thì nữ tuổi Bính Dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc theo nghĩa trọn vẹn. Đó là vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Gia đình công danh. Về gia đình, lúc trẻ nhận được nhiều tình thương yêu từ phía gia đình và người thân. Sau kết hôn khá hạnh phúc và yên vui. Khi bước vào tuổi trung niên thì cuộc sống có nhiều niềm vui, đầm ấm, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Về sự nghiệp, trong công việc ban đầu có gặp phải sự cản trở nhưng sau đó thì khá may mắn và suôn sẻ. Bước vào trung niên, sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng kể, vận may liên tiếp.
tuổi hợp làm ăn. Nếu Bính Dần có ý định hợp tác làm ăn lớn và định tìm người hợp tác thì nên ưu tiên so với những con giáp này. Đó là Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, do những tuổi trên rất hợp với mệnh của Bính Dần nữ, cho nên khi hợp tác thì họ sẽ đem lại nhiều thành công, may mắn và thuận lợi cho công việc sắp tới. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi thì nữ Bính Dần sẽ có một cuộc sống rất êm ấm, hạnh phúc, may mắn về tài chính. Do hợp mệnh nên nếu Bính Dần kết hôn với một trong những tuổi trên, họ không chỉ có hạnh phúc mà còn gặp được rất nhiều vận may trong cuộc sống. Đây chính là sự kết hợp rất đẹp về tiền tài và danh vọng. Kết hôn với một trong số các tuổi Bính Dần, Nhâm Thân thì cuộc sống sau này có thể gặp nhiều khó khăn về vấn đề tình cảm. Nếu muốn cuộc sống vui tươi và tốt đẹp hơn thì Bính Dần nên dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Thìn, Giáp Tuất, Canh Thìn thì cuộc sống sau hôn nhân của Bính Dần đôi lúc gặp phải vất vả, khổ cực. Nếu hai người có ý tưởng muốn tự kinh doanh khởi nghiệp thì sẽ rất khó khăn. Tuy vậy, nhưng nếu cố gắng thì sẽ đạt được những thành công nhất định. Trong cuộc đời, Bính Dần không nên tiến hành kết hôn bởi nếu kết hôn vào những năm này sẽ khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đó là các năm không thuận lợi. Vào 23 tuổi, 28 tuổi, 34 tuổi, 40 tuổi, 46 tuổi và 52 tuổi. Tuổi Đại Kỵ, trong cuộc sống có nhiều tuổi nếu kết hợp làm ăn với Bính Dần thì sẽ không được may mắn và thuận lợi, nhất là trong việc làm ăn, đó chính là Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu và Kỷ Mùi. Do đây là những tuổi xung khắc với Bính Dần nên nếu hợp tác kinh doanh thì công việc sẽ không được như ý và tốt đẹp. Trong kết hôn, lập gia đình với một trong số các tuổi này thì nữ Bính Dần sẽ khó có được một cuộc sống thoải mái, giàu sang. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống có những năm mà nữ Bính Dần gặp nhiều cản trở, vất vả hơn về công việc, sự nghiệp hay tình cảm. Đó là năm 27, 33, 38, 43 tuổi. Do vậy nên đến những tuổi này Bính Dần nên thận trọng, chú ý hơn về những ý định của bản thân để giúp cho vận trình, sự nghiệp, tình cảm của bản mệnh luôn gặp may mắn, tránh được rủi ro buồn phiền. Phong thủy Gia Cát khuyên nữ mệnh chủ Bính Dần nên thỉnh đeo vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên đá mã não này còn có khắc hình ba linh vật Dần Ngọ Tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân, tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông, các mối quan hệ được hòa hợp, yên vui. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn được ngày giờ xuất hành hợp nhất thì có thể giúp cho nữ Bính Dần thuận lợi hơn trong những công việc dự định sắp tới. Xuất hành vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ sẽ đặc biệt phù hợp và may mắn, giúp Bính Dần thu hoạch được nhiều thành công, thắng lợi trong những dự định được thực hiện. Diễn biến từng năm. Từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 18 tuổi và 19 tuổi, tình cảm có nhiều biến động. Họ có một tình yêu đầu đời rất đẹp, nhưng sau đó tan vỡ. Bước sang tuổi 20, có một chút thu nhập về mặt tài chính nhưng không đáng kể. Cuộc sống gia đình có nhiều chuyện. Năm 21, 23 tuổi, gặp được tình yêu lý tưởng. Hai người có một quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Năm 24 tuổi và 25 tuổi, tình cảm phát triển cực tốt. Hai năm này thích hợp để thành lập gia đình. Từ 26 tuổi đến 30 tuổi, những năm này cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Trong năm sinh con đầu lòng là tốt nhất, sẽ đem lại nhiều may mắn cho ba mẹ. Bước sang tuổi 30, sự nghiệp có những tiến triển và thành công rực rỡ. Trong năm có vận tiền tài. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này trong cuộc sống có nhiều biến động, công việc gặp phải nhiều khó khăn. Vấn đề lớn nếu không được giải quyết tốt thì nó sẽ có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của Bính Dần. Tệ hơn là có thể dẫn tới tiền tài bị hao tổn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, trong những năm này không có nhiều vấn đề nảy sinh. Cuộc sống trải qua khá êm đềm và có nhiều tốt đẹp. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi cuộc sống bình thường, không có gì cần chú ý. Năm 42 tuổi gặp được quý nhân giúp đỡ khiến cho công việc rất thuận lợi, phát triển. Năm 43 tuổi là năm xung khắc, do vậy mà làm gì cũng cần phải cẩn thận. 44, 45 tuổi tài lộc có điều tốt đẹp, thích hợp cho những dự án đầu tư lớn. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, trong những năm này hầu hết đều khá tốt đẹp, tài lộc dồi dào.
từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. 51 tuổi và 52 tuổi tài lộc hơi kém và có chút suy giảm. Sang năm 53 và 54 tuổi, tình cảm phát triển tốt, con cháu quan tâm, chăm sóc. 55 tuổi, đề phòng một số vấn đề sức khỏe hay mắc phải một số căn bệnh thông thường. Từ 56 đến 60 tuổi, những năm này nhận được nhiều tình cảm về phía gia đình con cháu, cuộc sống có những niềm vui, con cháu giỏi giang và thành đạt. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi vừa mới luận đoán xong tử vi chọn đời nữ mạng Bính Dần, sinh năm 1986. Hy vọng những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp quý vị gia chủ biết cách làm chủ vận mệnh của mình và đem lại những may mắn tốt lành trong cuộc sống. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.